rớt nước mắt với lá thư của người mẹ là sinh viên bỏ rơi con 7 ngày tuổi khi đã cận Tết. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 1, một số người dân đi tập thể dục trên đường Trần Não, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến gần cây xăng trên đường này, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi được quấn kỹ bằng khăn bông và nằm trong giỏ nhựa. Bên trong giỏ còn có một lá thư với nội dung: "Em đang là sinh viên, không có đủ điều kiện để chăm sóc cho bé. Kính nhờ các thầy cô chăm sóc bé giúp con để bé có được cuộc sống tốt hơn. Em bé sinh ngày 22 tháng 1 năm 2024. Em bé đã được tiêm vaccine lao và viêm gan B. Xin chân thành cảm ơn." Tiếp nhận thông tin, công an phường An Khánh kịp thời có mặt đưa em bé về trụ sở và phối hợp với nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Công an phường An Khánh kêu gọi ai là mẹ của bé đến trụ sở để nhận lại. Trường hợp không có ai đến nhận, công an phường sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tiến hành làm thủ tục theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.